Có thêm một cái lớp phụ nữa nè, thì nó giống như cái gì các bạn biết không? Nó giống như cái MacBook nè, mình thấy nó giống cái nền của cái MacBook nè, nó rờ, nó rất là nhám, nó khá là hay các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Smart Home Kit. Hôm nay mình sẽ trên tay một sản phẩm nữa của Akara, đó là Akara Z1 Pro. Đây là một sản phẩm mới từ nhà Akara. Ở đây chúng ta có các cái phiên bản 1 nút, 2 nút, 3 nút và 4 nút. Ở nút thứ tư này là cái nút để điều khiển ngữ cảnh. Còn ở đây chúng ta có thêm cái dimmer nè các bạn. Đây là cái dimmer ha. Mình cũng có trên tay phiên bản màu trắng. Nè các bạn nhìn nè, và hai nút thì hai nút tự nhiên cái nút nó sẽ lớn hơn là cái bốn nút này. Đây là hình dáng cấu tạo xung quanh của nó nè. Thì công tắc này nó sẽ hỗ trợ công suất lên đến 2200W và có cái tính năng rất là hay, đó là dùng có nguội hoặc là không nguội đều được. Có nghĩa là khi các bạn mua về thì nếu mà nó có nguội thì các bạn cắm nguội vào đây, còn nếu mà không thì chúng ta không cần phải cắm dây nguội vào luôn. Nó khá là mỏng nè. Ở đây mình sẽ có một số cái công tắc dòng trước, đó là dòng H1 và dòng D1. Thì các bạn nhìn nè, ở đây các bạn nhấn nó sẽ êm hơn và nó sẽ ngắn cái hành trình hơn. Còn đây nó dài hơn nè. Cái hành trình của cái công tắc này nó sẽ dài hơn. Cái công tắc D1 này nó dài hơn và nó cũng dày hơn nè. Các bạn nhìn ha, nó dày hơn cái công tắc Z1 Pro. Công tắc H1 này các bạn so sánh nè. Đó, nhấn nó sẽ giống như vậy. Còn này nó như vậy nè, nó êm hơn ha. Còn này nó nghe tách 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 nè. Các bạn nghe không? Còn đây là hai cái công tắc D1 và H1. Thì một cái cấu tạo mà mình thấy cũng hay, có nghĩa là cái này nó sẽ có cái khoảng không cho dùng cho dim, cho dim các cái đèn. Và ở đây là các cái nút nhấn hình nằm ngang. Còn đây các bạn sẽ có các cái công tắc nằm dọc. Thì tất nhiên nếu mà các bạn có cái thói quen sử dụng hàng ngày là cái này á, thì khi mà đổi qua các bạn cũng phải mất một ít thời gian để các bạn làm quen. Mình cũng đã có add cái Z1 Pro này vào trong cái app Akara rồi. Thì mình đã link cái automation với cái đèn. Tại sao chúng ta có thể nói cái công tắc Z1 Pro này nó đánh dấu cái sự tham gia của Akara vào cái thị trường đèn thông minh Akara? Vì á, ở cái dim này nè, rất là tiện, các bạn có thể dim cái đèn. Ở đây mình có link với lại cái đèn T1 của bên đây để các bạn dim nè. Đó, dim lên dim xuống cái đèn nè, khá là tiện lợi. Và cái độ phản hồi của nó cũng rất là tốt ha các bạn. Ở đây các bạn nhìn nè, so sánh ha, mình có link vào trong cái app và các bạn thấy cái phần trăm của cái đèn búp này không? Đây nè, đó, mình dim nè, coi như là nó phản hồi cái phần trăm ngay tức thì luôn các bạn. Đó, khá là nhạy luôn. Cái này các bạn lưu ý là dim tín hiệu, nghĩa là nó sẽ gửi tín hiệu về cho một cái hub và cái hub đó sẽ điều khiển cái đèn, nhưng mà nó khá là nhanh, nó không bị delay đâu. Chứ cái dim này không phải là dim trực tiếp cho các cái đèn khác ngoài đèn Akara, các bạn lưu ý ha. Còn đây là cái nút ngữ cảnh, các bạn sẽ thêm được một cái option cái nút ngữ cảnh ở đây nữa. Đây nè, đó. Ở trong đây thì tại sao mình làm được cái đó? Ở phần automation á, các bạn vào automation nè, các bạn vào thêm và các bạn chọn cái lệnh if ở đây nè, if thì các bạn chọn là cái slide touch nè, nó đây, slide touch đây ha. Rồi cái phần den thì các bạn chọn cái đèn này và các bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ màu, turn on turn off, tăng giảm brightness hoặc là cái color temperature, nghĩa là cái nhiệt độ màu của cái đèn ở đây nè. Thì ở đây mình sẽ chọn là adjust brightness thì nó sẽ tăng giảm cái độ sáng của cái đèn. Ngoài ra cái delay, cái công tắc này nè, các bạn sẽ có thêm cái đèn để hiển thị nè. Khá là hay ha. Đi khám phá sâu hơn nữa trong cái phần công tắc Akara Z1 này thì chúng ta sẽ có các cái tính năng rất là hay. Trước đây chúng ta để thiết lập cái automation cho cái việc bật tắt công tắc hai chiều á thì các bạn phải tạo, nhưng mà ở đây chúng ta có cái quick double control
mình sẽ làm thêm một cái video để hướng dẫn các bạn các cái tính năng, mình sẽ giới thiệu sơ trong đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.